trắng với muối khô quẹt hay à. Ừ. Chơi cỡ nào cũng phải có vài hai ba con. Ruộng đi. Ruộng đi. Ủa. Ba ba. Ruộng chỗ này luôn nè. Rồi sao? Sao bỏ cái chén. Ừ. Ừ. Chén này có lên lửa không? Lên lửa rồi đó. Nói chừng mới đây còn hình chén rồi đó. Quá ngon nè, mẹ làm ngon quá. Ngon. Miếng cuốn. Em chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Chúc cả nhà thật ngày mới thật là vui vẻ nha. Mới sức khỏe nha cả nhà. Mới sức khỏe nha. Hôm nay vợ cười chà. Đó thì mới thấy cười. Bữa nay mưa nguyên ngày luôn anh. Mưa suốt ngày luôn. Mưa từ sáng giờ. Giờ mới tạnh buồn. Trời mưa mưa lạnh lạnh này ước gì có nồi cháo cá ha. Wow. Thiệt thúc gột gột rất ngon lắm anh. Thiệt cái gì? Thiệt. Em cũng đang thèm nồi cháo cá nè. Thèm cháo hả? Ừ. Bây giờ lấy tờ lưới ba mạng đi xuống vô trộm nè. Nữa hả cha đội? Nữa. Lão bắt dính thì đâu ba? Bắt dính thì thôi chứ giờ công an nào đâu có xử nổi. Không, đâu có thằng công an nào. Nói bậy rồi. Không có người công an nào xử nổi mà thằng ghế với lại con gái xuống vuông ông bà vợ văng lưới cá ăn trộm mà bị bắt không? Đúng rồi, không có công an nào mà xử nổi lực pháp nào chứ. Giờ sao? Lấy tờ lưới đi. Định quá. Quyết định. Có gì anh chịu cái gì nữa thường anh nha, lỡ cháu dính thì anh tẹo thấy con. Nha, ok không? Ok. Rồi ok đi. Let's go đi. Cuộc hành trình ăn trộm cá tiếp cả nhà. Lấy tờ lưới. Lên đường. Tờ lưới của họ dính cá nhiều quá nha. Để không biết bữa nay còn dính nhiều không? Rồi để đi văng quay cho cả nhà xem thử bữa nay dính nhiều quá nha. À, vô làm nồi cháo rồi. Buổi chiều trời mưa coi. Y như cũ cả nhà. Muốn xuống vuông mà đi lên cha hay là muốn ăn trộm cái gì đó là phải qua cái ải này mới đi được. Y như gần lắm. Mùa mưa rồi nè, mưa chút à. Xuồng à, nó nè cái xuồng kia muốn chìm luôn rồi kìa cả nhà. Nè nè canh mới tạnh tạnh mưa luôn nè, mưa từ hồi sáng giờ mới tạnh tạnh mưa. Canh canh tạnh tạnh mưa cái đầu ra neo lưới cả nhà. Kiếm mới cá vô cái nấu cháo. Cả nhà đừng nói sao có cá phi không mấy đứa nó ăn hoài nha cả nhà, tại vì chợ cũng xa. Mà mình thích ăn cháo cá thì chỉ có xuống vuông mình văng thôi, kiếm dính đựng cá nào thì mình nấu cá đó mình ăn thôi. Bây giờ đi chợ mua cá này cá kia nữa. Mất công nó lâu tốn thời gian nữa. Hồi giờ mình đi cả nhà ơi. Chồng mình thấy bơi lẻ lẻ vậy nè. Ừ. Trời ơi, bóp dính. Ừ. Chưa kịp bóp dính hay chìm xuống, chồng té xong. Thấy bơi xuồng ghê không? Ghê. Quá ghê gớm nè. Ừ. Gần tới chỗ neo lưới bến vô đây cột vô cái cây này nè, đổi chiến thuật nữa nè. Tờ lưới có mấy anh nó trụng nhúng nước một cái cho nó dễ mà sợ hơn. Nhờ nhúng nước như là mới mua á. Anh nói là lúc mới mua á. Cột cái đó luôn. Rồi phân ra từ từ. Đâu rồi. Chiến đấu hết mình rồi. Em đố anh cây nữa, cái em đang cột vô trong cái vô trong tay lưới là cây đó cái gì? Cái đó mình mày lâu quá rồi. Cái đưng. Cái đưng. Cái đó là biết gọi là gì không? Cái gì? Lúp. Lúp. Sâu cái này chỗ thì nước sâu kìa, nước lên á. Ủa dính chì quá trời rồi. Hy vọng mà dính cá bự nha. Ừ. Dính cá bự rồi nấu cháo ăn đã. Cá bự thì khỏi nói á. Tại cái tờ lưới mà hỏi mình cũng dăng dính cá bự không. Dính xong đi.
Bên nào mình đang xích lên trên đây một chút. Gần gần nhà cho ông dễ bắt hay. Nó đang chọn mình lên cái đầu nhà mình chảnh thôi, mình văng vọng chảnh không đâu thấy. Văng gần sát nhà luôn nè. Quay cái nhà xem nè. Giờ là chắc chồng mưa ông bả chắc ngủ rồi. Nè, sát nhà luôn thấy không ra. Gõ gàng luôn đó. Trời mưa chắc ngủ rồi. Nè, zoom cho. Nó nhà vậy nè. Chắc rồi mới văng gần luôn nội luôn. Cái này đúng là gan không sợ bị la thiệt. Ăn trộm là mình phải đẳng cấp. Yeah. Chọn là phải đẳng cấp, phải đi gần nhà vậy mới ghê vậy. Ăn trộm mà công an, thưa công an không dám bắt, không mới ghê. Xử luôn nữa. Cái công an không trả lời, ông nói giờ nội bộ gia đình tự xử đi chứ tôi bó tay, tôi không xử đâu. Gần hết rồi, 50 mét nhanh lắm. Vô đứng luôn. Vợ ruồng vô đứng luôn đó nha. Rồi. Xong đó nha, giờ neo ha. Neo. Neo như bữa tiếng nửa tiếng vậy rồi vô gì ra thăm. Vô nấu cháo. Hai đứa khùng luôn. Lên mà chọn. À, cầm xuống rồi, giờ hai vòng vô cái nhà anh em một tiếng chút ra thăm mà quay tiếp cái nhà xem. Giờ trong cái để lưới neo. Đây mất cười nè. Giờ gan gạo. Chưa có thăm lưới nữa mà gan gạo trước. Mà biết có dí là biết có dính có cá không hay gì? Không có cá thì ăn cháo không? Có gì đâu, bình thường. Có quẹt ăn. Để trên đời với thấy ngoài chứ ăn chứ. Trời. Dằn lưới mà chưa thăm lưới nữa. Ừ. Mà kêu ăn gạo nấu cáo à. Nấu cáo trước à. Ừ. Rồi đó không dính nó làm sao à. Dính thì ăn cháo mà, trắng với mới quẹt. Mà chắc có cũng dính lên này, nhưng mà không thích nhiều, mình dằn hoài mà. Có. Ừ. Cũng dính không ít à, nhiều giờ thôi. Gan gạo đi. Vàng bắt mày cháo lên trước rồi đó. Mấy thăm lưới rồi thả cá vô sau. Gạo cũng gan xong rồi. Giờ bắt nước. Đổ gạo luôn nha. Đổ gạo luôn. Lát tự nở ra. Chứ không tự nở ra, nó không nở em nở. Ừ. Ở gạo của không có mẹ cho anh. Mẹ cho mới đồ đắng ở nhà, hồi mình nấu cháo cái mình cũng đi vô. Ăn muốn bài không không? Dạ tôi lại ra coi còn cái gì không. Ê còn một giá nữa. Không. Giá. Ừ. Giá nè. Anh à, thích ăn bắp cải sắc nhuyễn nhuyễn không? Gì? Thích ăn bắp cải sắc nhuyễn nhuyễn không? Nếu ăn thì em làm. Chiều giá với gọi đắng là được. Hai thứ thôi ha. Hai thứ thôi. Rồi. Ra em đặt mấy cái dài dài rồi em lấy cái non của cái gạo đắng nè. Cái này dễ thương dữ, giờ hỏi chồng mà anh thích ăn bắp cải không, sắc nhuyễn nha, có ý đồ gì đây. Anh thích ăn bắp cải không? Trời ơi là trời. Anh thích ăn em không? Không, bao giờ nghĩ. Không bao giờ được không? Để nó ăn cũng phải có lúc con ơi, đâu phải muốn ăn giờ nào là ăn. Trời ơi, muốn ăn đâu có dễ đâu. Ghê trời. Mấy trời nhiêu được rồi. Giờ cháo cũng sôi nở xong rồi để trong đó. Giờ hai chồng đi thăm lưới. Lưới coi coi có cá nhiều ít. Vô nấu cháo, làm nồi cháo hoành tráng. Chiên không luôn hả? Chiên không luôn. Giờ đi. Giờ đi thăm lưới rồi nha. Giờ gần tới lưới rồi, đuổi cho nó chạy cá. Nó tạt. Tạt nó động nước đó nha. Cá nó chạy xuống lưới. Nó tạt.
Tới chưa không thấy vậy? Tới đầu lưới rồi nha. Không biết có không nữa. Sao em gu em? Thì em gu thì mình cũng có cháo rồi. Mình ăn cháo trắng. Trắng với muối. Khô quẹt hay. Ừ. Chơi cỡ nào cũng phải có vài hai ba con. À, nó ngay đầu luôn à. Nó còn chà bá luôn. Nó ngay chân nghe anh. Nó hay ngay chỗ mà cái nước sâu hay gì anh ơi. Nước sâu ngay trong mé này nè. Thường thường mới hỏi mình này gỡ đó. Nó cũng trong mé không 4 5 con. Chưa chừng thấy con à, không có ăn muối quẹt được ở nhà. Một con, nếu mà có một con là biết làm gì không? Làm gì? Khô khô quá. Ăn cháo trắng ngày bài luôn. Nhưng mà chưa mà, tới lưới 50 mét mà. Giờ cuốn lưới. Làm như hoài người đẹp. Đâu rồi? Kỳ vậy? Nó là bởi vì cái đầu của anh nè, em mới quay lại nè. Vậy hả? Chắc ruộng luôn đi anh ơi. Ruộng đi. Ủa. Ba. Ruộng chỗ này luôn nè. Ruộng đây. Chơi ruộng chỗ này luôn đi. Vậy là ok rồi đó. Dính còn này. Còn. Nó. Cá bá. Cá bành không. Đồ nấu cháo ngày bà à, rồi. Cần bao nhiêu đây thôi. Khỏi cần mấy khúc sau khỏi dính cũng được. Trời ơi trời. Nó. Nhiều ăn cho đã. 5 em mà em nhà bá không vô. Em này hình như kìa, em này nó nổi phèo rồi. Em đó em chết xịn. Rồi nói em là em nói em ngay chân luôn. Không nó dính đầu ấy không à, cái đầu dính giữa dính này sao nó không dính. Đầu có nước sâu anh Tèo. Ừ. Thằng đó dính cái gì. Cái này sao xe lưới chắc đi đi văng anh con hay vậy. Ừ. Này, rồi chắc dụt con rồi. Đã dính anh kia dính anh. Rồi để nào. Ê, dính con cua vậy trời. Cua. Dính con cua. Cua. Dính con cua này. Cho ông xuống đi. Hay là ông muốn vô nồi cháo luôn vậy. Rồi cho ông đây, cho nồi cháo luôn. Cho nồi cháo luôn. Ơi. Xích gà. Chụp bánh gà. Ừ, đừng cho anh vô chung với nồi gói nồi á cái. Mày vô đó thì tao cho mày vô nồi cháo luôn chút xíu thì mở tỏi xảy mà tỏi luộc. Đe rồi. Rồi hai em vô nồi, vô đây. Vô ăn. Cho nó lên đường luôn. Lên đường luôn. Ừ. Dính cua nữa nha. Dính con nữa cả nhà. Ơi, dính con cá. Cua cá bữa nay nhiều cho vô hết cái gì? Nhỏ cá này nhỏ quá. Thả lại đi. Cho mày bữa nay phóng xanh này nó về bữa nó bự rồi lụm mày tiếp. Trời ơi là trời cũng như không. Đó, cho mày đó, về thiên nhiên đi. Đó. Đó là tao lụm cá bự rồi, tao lụm cá. Hai con cua với cá bự là ấm rồi, ấm lụm với sĩ ha mày. Vô tình ha. Vô tình ổng. Tính à. Lại dính nữa nè. Bữa nay dở lưới bắt ổn nha. Nó xây vòng tròn quậy xuồng á, gió á. Dính đèn con hả nè. Dục. Có cua. Đó. Đụng cái cây này lên. Rồi hết rồi. Rồi hết rồi. Vô cả nhà. Hai con cua với 7-8 con cá rồi nấu cháo ngồi. Đứng lên đi. Cái nhà sát bên. Gió. Tăng ga liền. Ừ. Số liền có cậu lên. Ừ. Chống mạnh lên. Té địch cái ha. Thôi vô cả nhà. Vô gỡ cá. Tới cả nhà. Nè em đi lên lấy cái gỗ vô cái cho vợ gỡ. Đó, gỗ đó. Ok không? Ok. Hai con cua này giờ gỡ à. Ở sống khó lắm, em tiêu diệt nó. Diệt nó ngủm mình mới gỡ được. Nè anh cá này, cá ngon không biết nè. Cá bị lớn rồi nha. Nè. Giòn ú luôn ha. Ú nù. Có tay lưới này là ngon cá bự không à. Mới mốt mình biết đường mua 6 phân rưỡi hoặc 7 phân á. Ừ. 7 phân cá bự nữa. Cá bự nữa. Ừ. Tại tùy theo á nha. Mua lưới càng nhỏ thì cá nó càng dính, càng nhỏ cá bự nó không dính. Cá bự nó làm như là nó vuột lưới á. Còn nếu mà mình mua lưới mà bự quá thì cá lọc qua luôn, cá nhỏ lọc qua luôn.
dù mình có cá bự thì mới dính thôi, còn không có là lọt luôn hết. Cho mày dãy vô cái nồi cháo của tao, không nghe tao đang thèm. 4 em, 5 em, còn 6 em hả? Ừ. Mấy em vợ chồng về gia đình mình là dư sức rồi. Dư sức ăn luôn. Cái hai con cua nữa thèm quá mập mình nè. Tại hai con cua này tao muốn ăn mày đâu. Làm ừ. Dính rồi. Tao cũng chưa có muốn ăn cua đâu, mà ai kêu mày vô chi thì tao lụm mày luôn. Tao đến ăn cắp cá thôi. Ai kêu mày số mày xui mày vô đây. Sẵn tay sẵn chiến tao lụm mày luôn. Ok ok. Bà có bao nhiêu đây mà 1 ký mấy rồi đó? 1 ký mấy hả? Nè. Mấy con? À 6 con mà 1 ký mấy nè. Còn nữa hết à? 7 con à? Ừ, để em coi chứ còn. Để sốt ổn. 7 con à? Đừng có để con cua dính vô. Rồi bây giờ ui, chết chà, dính giờ em tiêu diệt con cua đang gỡ nó. Rồi giờ xử hai con cua. Nằm gì cho nó ngủm rồi mình gỡ nó gỡ nó dễ. Để nó sống nó quậy banh tay lưới. Ngủm chưa không biết nữa. Ngủm hơi rồi đó. Lụm em luôn đi. Em không lụm nó trước mà nó lụm em trước. Chết nữa. À, giờ gỡ hai con cua nó vô màng cá rồi thả cá vô bắt nồi cháo lên dùng cái nha. Giờ xem mà tỏi. Ngoài cháo nãy giờ bắt nhừ. Xem mà tỏi làm gì em? Xem mà tỏi xào cá với cua. Cái nhà nói cái chảo của hổng nên thua, giờ vợ mới mua. Mới đầu tư cái chảo khác. Mới đầu tư cái chảo khác. Ba cái. Mới thay bộ simi nữa, mần cá tanh quá. Tanh cái quá. Lưới nãy giờ vô nữa. Nên thay cái bộ simi khác ăn cho nó ngon. Wow, quá đẹp gái. Xem mà tỏi nè, xào cá với xào cua luôn hả? Ừ, em xào cua rồi em bỏ vô trong cái nồi này rồi. Nồi chanh vợ sắp sẵn, mưa ớt, nước mắm với hành sắp sẵn. Chảo này đã ha. Chiều mới không biết xài lâu không? Ừ. Bền hay không? Em sợ là nó chấp cái nước sơn ở ngoài anh. Ừ. Chứ ở trong này thì chắc cũng đỡ đỡ được. Ừ. Em sợ chấp nước sơn ở ngoài em vớt miếng hồi đang em bỏ vô trong nồi cháo. Chiều lại miếng. Chiều miếng nồi cháo hả? Ừ. Xào xào. Cua vô xào. Ừ. Ừ. Cá cua. Cá làm bốn vậy nè. Cho nó ngọt hả? Đúng rồi. Cái thổi chặt nó nhỏ đi, hồi cũng vô bụng mình chặt thêm nó nhỏ mất công. Tính ghê. Nãy mấy cái miếng gạch cua ra luôn. Bỏ vô luôn xào luôn. Nãy gạch cua ha, chạy chạy ra bỏ mu ha. Chữa mu lại cho. Trời ơi, thôi, không ăn mu đâu. Anh ăn mu không? Không. Mày sẽ có cái mu này ghê. Mua cua nó nhỏ quá. Ừ. Xào cua thôi vậy. Xào cua em bỏ vô cháo rồi nè, rồi còn miếng ấy em xào sơn cá nữa. Đúng hả? Ừ. Giờ xào sơ bỏ vô cháo. Ừ. Cháo này có lên lửa không? Lên lửa rồi đó. Tại cái biết em đây nó hơi yếu. Sôi rồi. Đó. Cua mà có à, cháo mà có cua nó ngay ở nhà. Cái này em đâu muốn ăn cua đâu mà tại tự nhiên nó vô. Tự dính. Nên lụm nó luôn và xào sơ cá luôn. Ồ cá, quá trời cá. Ăn đỏ đã bên hai luôn hả? Đỏ đã đời luôn. Sơ cá này cá xong. Để cho cua nó chín mềm mềm đi, cái nó còn chín này cái em bỏ cá vô luôn. Ừ. Ồ rồi cá. Giờ thả vô luôn ha. À, bữa nay mình nồi cháo này múc ra cái nồi chuyện qua. Cái nồi niêu á. Nồi niêu. Tại vì mình mua cái nào mình cũng xài chứ mà có hơi đó mình không xài nó buồn công nghiệp đó. Bữa nay cái vợ nghĩ ra cái món nó thấy thèm cháo thì vợ múc ra cái đó. À, múc ra đó bỏ lên bếp lò than á. Ừ. Rồi giờ anh niêm luôn. Ừ, nhìn nồi cháo hấp dẫn. Chưa có hành một muỗng bột ngọt. Hay là tỏi gì mình thấy ngon.
muối đường, muối. Có cua nó ngọt lắm. Thêm tí nước mắm vô nè. Cua nó chắc gặt nó ra đó, màu đỏ đỏ đó, cam cam đó. Cho tí nước mắm vô nha. Chứ mình múc ra cái nồi đó, cái mình bỏ hành vô, nó bỏ tỏi vô. Mình dọn ăn. Thì chín này gấp cá ra ha em. Ừ, gấp cá ra. Gục. Bữa nay người đẹp làm món cháo cá và cua quá ngon. Ai khen em không thích chứ anh khen là em thích à? Wow. Người khác khen là em không thích. Người khác khen cũng vô tác dụng mà. Còn anh khen có tác dụng. Wow. Quá là thương trọng. Ủa, cá nó cầm rồi. Một cái nồi cháo cá. Với tới cua dở dàng. Còn con nào không? Giờ vậy là múc cháo ra. Rồi, cái nồi niêu là giờ lấy nồi niêu rồi múc ra. Đây, nồi niêu đây. Đây. Bữa nay mày có cái để mày ấy rồi đó. Cái sử dụng mày. Sử dụng rồi đó. Có cái sử dụng mày rồi đó. Đó. Vô. Cháo. Dạ rồi, rang ra nấu cháo nhiều. Nhiều ha. Hết cua luôn. Để em múc hết luôn. Nó ngọt nữa. Nhờ bỏ hành vô đây. Oh. Wow, quá hấp dẫn. Không thể thiếu. Hết rồi cho nó to. Một cái nồi nóng không ta? Nhìn ra luôn. Hơi lên cả cái này. Ờ, bạn này ai soạn sẵn nè, quá đẹp luôn. Wow. Ok. Thấy sao? Quá ngon. Dọn lên hết rồi nha. Giờ gia đình dùng cái nhà, mời cái nhà dùng luôn nha. Ăn con giá không? Dạ. Mời cả nhà dùng cháo với gia đình em nha. Con mời bà cô chú ăn cháo với gìn con. Ăn cháo nè. Múc miếng cua cho con luôn. Ăn cua không Trinh? Dạ thôi em cháo trước đi. Bỏ vô anh vô trong cái này cái nóng nóng rồi hỏi luôn anh. Lò than nữa. Lò than liêu liêu. Cái này mà chiều nay hết mưa chứ. Mưa nữa là còn đã nữa anh. Đúng rồi. Ăn cháo mà có mưa là ngay luôn. Cua chứ tôm chì. Chê. Dùng đi con. Dùng luôn cả nhà. Xin chán đại ca. Phải kêu em yêu. Em yêu cho canh đi tẹo chán. Ừ, đại ca. Sao mình chín không? Kêu đại ca không? Thấy rất là ngon. Tặng anh con cua nữa nè. Để lên đẩy chén luôn. Được rồi. Ừ. Ồ, nghe hấp dẫn rồi. Khoan, để anh làm như tiếng tiêu gì để anh lấy tiêu. Đúng rồi, chính xác. Ồ, nãy giờ quên. Thông minh được rồi đó. Thông minh ra đó. Sức lòng tí. Rồi. Mà thoải mái. Đây, tiêu đây, tiêu đây, tiêu đây. Đây, em chè miếng tiêu. Cho con miếng tiêu luôn. Nặng miếng chanh thì cho muối hết. Cảm ơn cha. Hấp để hấp sau để dụng về đó. Không chanh nữa nha. Không chanh nữa. Em miếng như đây luôn. Còn có một miếng. Còn nặng ít thôi nghe, nặng nhiều quá chua đó nha. Dạ. Chua. Cho mời cả nhà nha. Chén này nó hơi nhỏ thôi nha. Rồi bây giờ hấp miếng cháo trước nè. Con mời bà cô chú. Sao? Ngon.
Tuyệt vời, tuyệt vời. Đang anh nghĩ hay có cái nào hơn mà cái đang thèm mà có ăn liền. Thôi cả nhà, cả nhà. Giang cháu có uy tín nha. Ừ. Ủa, có đồ đắng ăn giòn giòn không á? Ừ. Ngon quá. Ừ, ừ. Ừ, ngon. Ốc mới ống bụng. Ừ. Đây, con cua. Cua cả nhà. Cua. Ừ. Chấm nước mưa ớt nha. Cho mời cả nhà nha. Mời nhà nha. Ồ, ồ. Mới đi học về đế bụng mẹ làm cho tôi cháo. Quá là tuyệt vời. Ừ. Quá ngon hả? Quá ngon. Ấm bụng. Cua ăn cũng ngon anh Tèo, mà cá ăn cũng ngon ha. Ừ. Đúng là đồ ăn cắp, cái nào ăn cũng ngon chứ. Ừ. Thì chết, nghĩ ra chết, bù hợn lên con mét ông ngoại nè. Chơi kì vậy? Mà con muốn có ăn nữa mà. Chơi chơi bắn đứng chơi mình làm cái ăn mét ngoại ngoại đó. Cái này không được à. Chơi 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 mét. Chơi chơi mét, chơi chơi kì vậy. Ồ cái càng cua này, này có ăn không? Dạ mẹ ăn sẵn rồi, ăn đi. Cá này nè, ăn cười luôn. Cảm ơn mẹ. Ừ. Ừ. Cái nồi tôi bột luôn. Ăn cá, cá nữa chị. Dạ. Ồ, cá trắng tươi luôn. Thì đi học về có chén tô cháo ăn liền mới chân ngon ha. Dạ. Cá chấm nước mắm béo ngọt quá. Ngon quá nha. Ngon ha. Ăn cá ăn mà con cua nè. Nấu hết chung á. Đầu bữa nào hai cua giúp hội với mình trời. Ừ. Thành cua tới số. Nói chung là chủ yếu mình muốn lấy cá đâu, muốn lấy cua anh. Ừ. Ai ngờ dính vô thì tao tử nạn, tao lụm mày luôn. Buổi chiều hút nồi cháo cá với con cua nó ngon nha. Ấm bụng. Với mẹ có bỏ mỡ tỏi không mẹ? Đúng rồi. Trời, hèn chi nghe mùi thơm nãy giờ. Thôi, nấu cháo phải có mỡ tỏi mới ngon rồi. Dạ, bỏ tỏi vừa ăn thơm ngon. Nói chung mới đây còn hết chén rồi đó. Quá ngon nè, mẹ làm ngon quá. Ngon rồi. Cá này nè. Mà cá này nè, phải dĩa một tước gì nè anh. Ăn gì mới đã đó. Ừ. Đó. Chấm. Thấy sao? Ngon quá, cá béo ngon quá. Ừ, ngâu đắng không? Cá có đồ đắng. Đang sôi sôi vậy nè. Mình bỏ gạo vô cái bắt đầu nó chín được ăn cũng ngon. Ừ, ừ. Nó chín nữa hả con? Dạ. Nó chín nữa hả nè. Anh chín chén nữa nha. Chín chén nữa. Để gì đây là mình nóng mình ăn hoài, ăn hoài là mình đâu sợ nguội đâu. Là bỏ gạo vô là chín rồi. Bỏ miếng tiêu vô không con? Dạ, bỏ. Cảm ơn mẹ. Bữa nay mới thi Mỹ Trinh đi thi tiếng Anh. Mà chưa biết điểm. Thi rồi hả Mỹ Trinh? Dạ, thi rồi. Hả? Dạ, thư à. Ừ. Thi sao, ổn không? Dạ, ổn. Cua hay gì? Cua. Ừ, cua giòn. Cá. Cháo nha. Ừ, ừ, miếng cua chấm đi. Ừ. Mời nhà nha. Giòn khấu luôn anh, cua giòn. Ngay, ngay giòn. Ừ, 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 cá. Dễ nha ha. Ăn cá lường quá, tại cá nhiều mà, mình cứ ăn thoải mái. Thoải mái luôn hả? Anh nói chín quá, anh gục hay vậy mày? Chín quá. Chín quá, anh gục à? Ừ. 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 Ở nhà nha. Ừ. Anh bẻ nửa con á. Yeah. Anh bẻ nửa con cái anh dễ ăn hơn. À, thử cái lường đi. Thấy cái lường nó ngọt. Ăn lường béo á, ừ. Cái lường vụn nữa. Biết ăn quá ha. Biết ăn vậy. Anh lên ăn lường không, cái lường nó béo vậy sao ông hai giỏi lên ăn đi. Còn là anh lên ăn còn dẻ khúc thịt này ăn không mà nói anh biết ăn. Thì mốt lên dẻ lường ăn đi, anh ăn khúc thịt này cho. Thì làm bởi em nói vậy thì anh cứ tin vậy đi, anh còn cự em nữa. Dạ. Thiệt chứ. Ở nhà. Ừ. Nó ý là anh ăn cái đó là anh nhường vợ con cái thịt đúng không? Ừ. Thì em nói anh thích ăn cái đó thì cứ nói thích ăn đi. Còn rồi đặt cãi nữa. Quên.
khá ngọt. Cua ngọt. Ngon không cha? Ngon. Mẹ nấu ra tuyệt vời. Mình nấu mắm cá. Ngọt ha. Cá chấm nước mắm ngon. Dằn lưới lên dính rồi. Còn sống rồi. Mình dính rồi. Gột gột rồi. Cái gọt cá. Gọt cá béo lắm. Cá béo. Béo ngại luôn. Bên này em hai cháo mà. Xôi bột bột bột. Ok em dính. Dạ, cháo này mà ai mà cảm cảm là húp nóng nóng gì đây. Xúc một hồi luôn là khỏe liền luôn. Anh Trình làm cháo nào? Đình nữa. À. Là con cháo ngon quá mấy Trình. Dạ. Chấm nó cục thịt vậy đó. Ô, Trình làm thêm chén nữa nha. Làm mấy chén mấy Trình? Ừ, con tính sơ sơ, cỡ cũng 3 chén à. Trời ơi, tính sơ sơ. Mẹ Trinh có khiếu hài nữa rồi đó. Sơ mẹ Trinh có khiếu hài không cô chú? Con tính sơ sơ. Mà gáo cối. Nè con. Dạ, cảm ơn mẹ. Cho miếng siêu nữa. Đó, rồi. Em cũng tính sơ sơ cũng 2. 2 đó hả? Ừ. Nhanh vậy. 2 nè. Giờ bỏ thêm chỗ đắng, em phải ăn chỗ đắng. Mình bỏ vô, mình dưới vô là nó xìu. Cái nồi này có cái tận dụng rồi ha. Có cái để nó ấy rồi đó. À, có mấy anh chị kêu cá lóc nữa. Gan cá lóc, muối cá lóc này. Ừ, gan muối cá lóc. Mà em thấy cái này cũng thấy cũng hợp lý ha, anh, là bỏ vô cháo gì đây cũng hợp lý ha. Chứ không lẽ giờ mua nhốt than cũng kỳ. Đúng rồi, tự nhiên mua gì nhốt than uổng. Cái gì hết trơn á. Nhưng mà mình kho cá thì không kho được. Đúng rồi. Đây nó kho đâu có được đâu. Mốt để mình mua cái nồi đất. Ừ, mình mua cái nồi đất có quay á, mình kho. Rồi, thêm chén nữa. Ấm bụng ha mẹ. Thèm thèm nó ăn nó ngon anh ơi. Này tại nhà mình không có gừng mỏi vô nó mới lắm. Đúng không? Tại ở nhà không chưa có trồng gừng được. Chưa có lắp đất xong nữa nè. Mấy ông lãnh mảo đất này bẻ kèo hoài nha. Không có đi chợ được, phải thiếu núm nữa phải không? Đúng rồi. Cái này có núm nữa ngon. Núm phải đi chợ nữa, mình có gì nhà mình có gì mình nấu nó tận dụng trong nhà. À, bữa chiều đi chợ núm. Ừ. Bữa chiều đi chợ núm sáng có đâu. Không, bữa sáng mới bán núm. Ừ, Trinh ăn nín thinh luôn. Tính sờ sờ bà chén nín thinh ăn tiếp. Ăn ngon vậy đó mà đòi mét ông ngoại không đó. Cái kỳ vậy trời. Chung phe ha, mời xong mét ông ngoại mới Trinh. Kêu cha mẹ ăn cắp chứ. Ăn cắp vậy cho con ăn con nói vậy. Nhưng mà hai, tại con cũng ăn một phần trong đó. Con bé ông ngoại ông ngoại xong cái bị lỡ xong cái ông ngoại la con sao. Thì con khỏi mép rồi. Chết rồi. Cũng dữ. Con chung tiền với cha mẹ rồi. Nãy mới ăn con chén không chung thành đòi mép không rồi quất ba chén ngon quá thôi giờ chung thành này. Thứ dữ không. Giờ lưa cục cải trắng trắng. Quá ok luôn em. Mà xúc mồ hôi luôn. Giá nữa. Mát người. Rồi, video em cũng tới đây cả nhà. Cả nhà đón xem video tiếp theo nha. Cả nhà cho em xin được đăng ký, được like, được lượng, được chia sẻ cả nhà. Bye cả nhà nha. Bye cả nhà cái hai mẹ con. Bye bye, bà chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha.